Hello cho các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Thì mình là Crest đây. Và đây chúng ta lại tiếp tục với một tập của Minecraft sinh tồn 1.17 nha các bạn. À thì tập hôm nay là tập thứ 47 rồi. Thì ở tập trước là tập 46 thì chúng ta mình có xây dựng một cái hồ cá mini như vậy. Thì để cho cái khung cảnh nó đẹp hơn các bạn. Thì dạo này mình đang kiểu thích cái view bên đây nên mình toàn ở bên đây mà mình bỏ quên cái nhà cũ của mình bên kia luôn rồi. Thì trong thời gian giữa hai tập ấy thì mình có xây dựng một cái không phải xây dựng mà mình có đi farm cá các bạn. Mình đã farm hư cái cần câu mà có may mắn 3, chậm hỏng 3 với lại cái nhữ 2 các bạn. Thì mình cũng có đi farm chút ít. Nhưng mà mình không nhận được một cái nem thắt nữa các bạn ơi. Một cái nhãn ghi tên nào hết rồi. Rất là đen luôn. Đây, và khi những thứ mà mình farm được thì mình có xây dựng cái chỗ này để farm không bị mấy cái con quái vật nó phá đó các bạn. Thì đây, mình có farm được khá nhiều. Nhưng mà mình lại không farm được cái nhãn ghi tên nên mình khá là tiếc luôn. Nhưng mà cái mình thích nhất trong cái đợt này đó chính là có túi mực các bạn ơi. Đây chính là thứ mình rất là cần luôn này. Tại vì như các bạn biết ấy, là trong cái world mình ấy, mình không tìm được con cá mực luôn. Đó, ủa con mực. Ủa, làm gì có cá mực chứ. Mình xin lỗi. Thì mình rất là không có con mực nào trong cái map của mình luôn á, không có world của mình luôn ấy. Mình đi tìm dù là ngoài biển hay là sông đều không thấy hết rồi. Nên giờ đây mình câu được túi mực mà mình thấy khá là vui luôn. Thì có một điều các bạn thấy có một điều gì mới ở tập này không? Thì mình đã sử dụng một cái resource mới. Thì cái resource này là của những cái phiên bản cũ thôi. Nhưng mà nó có được cái cỏ rất là xanh như vậy. Đó, cây lá thì nó sẽ rất là xanh và nước thì nó lại rất là trong như vậy. Thì mình tập này thì mình muốn dùng thử để giới thiệu cho các bạn. Nếu mà các bạn thích cái resource này hoặc là các bạn thích cái resource cũ thì các bạn hãy comment phía dưới nha. Mình sẽ làm theo ý các bạn để cho các bạn có một trải nghiệm xem video là tốt nhất. Nói chung thì mình sẽ tập này thì chúng ta sẽ trải nghiệm thử cái này. Thì tập này dự định của mình là gì? Mình sẽ định là đem gấu trúc về. Tại vì á mình còn đang có một cái diện tích nhỏ nhỏ ở đằng sau ngôi nhà này này. Để mình ra sao cho các bạn xem ha. Đây. Thì ở đằng phía sau ngôi nhà này thì mình còn một cái diện tích. Đây, diện tích này. Thì mình định là mình sẽ xây dựng một cái chuồng nhỏ để cho con gấu trúc. Thì cái chuồng này đó chính là chuồng tạm thời thôi. Đó, nên tập này thì mình sẽ có dự định đưa gấu trúc về. Thì mình sẽ đưa về một cách nào? Do là băng mình chưa có nhiều ấy, nên mình nghĩ là mình sẽ đầu tư luôn. Mình cũng có máy farm sắt rồi đấy, nên mình sẽ đầu tư mình làm đường ray luôn đi. Đó, đưa gấu trúc cho nó dễ các bạn ơi. Thì cái cổng địa ngục của mình bên cái chỗ rừng bên kia thì nó cũng gần với lại gấu trúc, nó cũng sẽ không quá khó. Rồi thì chỗ này thì mình cũng có làm thêm những cái rương xuống đây, tại vì cái rương trên kia nó bị đầy các bạn. Ok, mày. Thì nó sẽ được chuyển xuống đây. Chỗ này thì mình chưa đặt hopper ấy, nên nó chưa chuyển xuống đây được. Thì hiện tại hai rương của mình có rất là nhiều sắt, thì mình sẽ dùng để làm đường ray trong tập này ha. Đó, lấy một chút ít đi. Rồi, ăn một ít. Thì máy phong mía mình vẫn hoạt động khá là tốt các bạn ơi. Rồi thì còn một thứ là mình muốn giới thiệu các bạn nữa, nhưng mà ôi, có ông nhòm của tôi đâu rồi. Mình bị mất có ông nhòm rồi. Ui cha, cái chỗ này nguy hiểm thế. Đó, cái hồ cá này mình đặt khá là nhiều cái quả mầm ngọt các bạn, nên nó cũng hơi nguy hiểm. Thì có một điều khá bất ngờ đó chính là cái máy farm dân làng các bạn thấy không? Nó nhảy tùm lum tùm la kìa, nó rất là đông luôn. Hiện tại thì mình không có Optify cũng như là cái ống nhòm của mình bị lạc mất tiêu rồi. Mình không thấy được nữa. Nên có lẽ là mình sẽ chế tạo một cái ống nhòm mới vậy. Ok. Mình không biết là mình để nó ở đâu nữa. Thì ống nhòm chế tạo như thế nào thì đây là công thức của nó. À, đơn giản thế nhờ. Vậy thì mình sẽ cần lấy một cái mảnh thạch anh tím đây. Và mình sẽ cần lấy thêm hai cái phôi đồng nữa là chúng ta sẽ có được một cái ống nhòm. Rồi, như vậy thì chúng ta có thể nhìn thoải mái rồi. Nó cũng như là kiểu Optify thôi. Nó thay thế của chức năng Optify thôi. Thì đây các bạn có thể thấy, đó chính là rất là nhiều dân làng được sinh sản ra, nên mình đã phá cái giường đi để cho dân làng không có sinh sản thêm các bạn. Oh my god. Ngủ. Mình rất là sợ mấy con phantom này. Nó khó giết á các bạn, nên thôi mình ngủ đi. Trời sáng cho tụi nó bị đốt luôn đi. Vậy đi cho nó khỏe. Đó, thế là tụi nó sẽ bị đốt. Cho chừa. Rồi thì tập này chúng ta sẽ đưa mấy thanh niên đó về. Thì cái số mực này thì trong thời gian offline thì mình sẽ tiếp tục đổi cái nhà phù phép mình thành kính đen ha. Do là chưa đổi hết ấy. Rồi bây giờ thì mình sẽ cất chỗ này đi. Thì túi mực thì mình sẽ cất ở đâu ta? Túi mực là nó là loại màu đúng không? Màu thì mình cất ở đây đi. Ok. Chúng ta sẽ có 20 màu đen. Nói chung là khá là có lợi luôn ấy. Thì bây giờ thì mình sẽ chế tạo. Đúng rồi, mình sẽ chế tạo khá gọi là đường ray. Đúng rồi. Không biết là vàng mình còn nhiều không ta, tại vì mình đang cũng cần vàng để làm những cái đường ray tăng tốc ấy. Do là dưới địa ngục mình nó cũng không có quá gần. Ở đây thì mình còn khá nhiều đường ray này.
Nhưng mà đường ray tăng tốc của mình thì có vẻ mình đã dùng hết rồi. Vậy thì mình sẽ cần thêm khá nhiều vàng. Nhưng mà vàng của mình thì mình còn có bao nhiêu đây à? Không được nhiều cho lắm nhờ. 11 vàng thì không biết là dùng có nhiều không nữa. Ở đây thì có khoai tây này. Nhưng mình phải nung số lượng vàng này lên đi. Có lẽ là mình phải đi tìm thêm vàng nữa các bạn ơi. Ok thì chúng ta sẽ cần một ít than để mình nung số lượng vàng nó lên. Ok. Ở đây thì mình sẽ dùng than để nung lên. Đó thì chúng ta sẽ có 11 vàng nhưng mà nó sẽ không đủ cái đường ray tăng tốc đâu. Vậy mình sẽ cần khá nhiều ấy. Ở đây thì nó có những cái đường ray ở đây, mình có nên lấy không ta? Nó thực ra nó cũng không nhiều lắm nên thôi mình cũng sẽ chắc là đi tìm thêm vàng. Thì mình không biết đang phân vân là nên tìm ở dưới địa ngục hay là tìm ở trong cái chỗ mà đi mai của mình nữa. Có lẽ là mình sẽ xuống địa ngục mình tìm luôn đi. Đó cho nó dễ, sẵn tiện mình đo lường cái đường đi luôn. Thì ok bây giờ mình sẽ farm vàng để mà làm được cái đường ray tăng tốc nha các bạn. À thì hiện tại thì mình đang nung phôi vàng đó các bạn. Mình đã tìm được hơn một stack. Thì cũng khá là đơn giản thôi, chứ địa ngục thì nó rất là nhiều. Nhưng mà mình đã gặp một cái là mình đang đào thì mình dính lava các bạn. Và lúc đó thì mình đang mang cánh ấy, nên giáp của mình rất yếu và mình đã bị chết một lần. Nên mình đã mất khá là nhiều kinh nghiệm. Cũng may là những dụng cụ netherite của mình đó, nó là đồ netherite đó các bạn. Nên nó không thể mà bị lava cháy được. Nên mình cũng đã kiểu không bị mất những món đồ đấy. Và mấy món đồ khác thì mình cũng không bị mất luôn. Nên cũng khá là ok. Rồi thì hiện tại thì mình đang muốn bỏ mấy cái món đồ này nè. Mình nghĩ mình sẽ dùng cái xô lava. Thì để mình test thử coi nếu mà xô lava đặt ở ngoài mưa thì nó có biến thành đá cuội không ta. Thì mình sẽ bỏ ở một cái chỗ góc nào đó. Thì cái con Creeper, con Thunder Creeper của mình á các bạn, trong thời gian offline thì nó cũng đã bị nó cũng đã nổ rồi. Mình vô tình mình té xuống dưới ấy, và nó cũng đã nổ luôn nên cũng khá là tiếc. Ok bây giờ thì mình sẽ ném những cái món đồ này. Thì mình phải ném thật là cẩn thận các bạn. Nếu không thì có thể là mình sẽ ném những cái dụng cụ mà mình cần thiết vào trong đó luôn ấy, là tan luôn ấy. Thì mình á, thì theo mình biết ấy, là cái con gấu trúc panda các bạn, nó rất là, máu của nó rất là yếu luôn. Vì cái việc đưa nó về nhà là nó rất dễ bị kẹt vào những cái tường mà nó chết các bạn. Nên mình đã đào cái đường đi ra thành 3 block, từ 1 block để mà cho tụi nó sống sót được các bạn. Và đường đi thì cũng khá là xa các bạn, mặc dù là ở dưới địa ngục đã chia cho 8 rồi đấy. Nhưng mà đường đi hồi nãy giờ mình đi thì vẫn khá là xa. Thì cũng tầm 300 block ấy. Nên mình nghĩ là mình cũng sẽ để đường ray nó thật là nhiều, 300-400 block gì đó. Nên mình sẽ đem theo thật là nhiều sắt cũng như là những cái stick này. Đem theo gỗ thật là nhiều để mà phòng ngừa cái trường hợp mà mình hết đường ray các bạn. Rồi thì không biết là nung nhiều chưa ta. Đó, nói chung thì nung cũng khá nhiều rồi. Và mình được 55 phôi vàng. Mình có thể chế tạo những cái đường ray tăng tốc luôn đi. Ok. Nó ở đâu ta? Đường ray tăng tốc thì như là còn redstone. Thì theo mình nhớ là mình vẫn còn khá nhiều. Vẫn còn rất nhiều các bạn ơi. Tả hồ dùng luôn. Thì mình sẽ lấy hai stack ra luôn đi. Rồi chúng ta sẽ chế những cái đường ray tăng tốc này. Thì được có 6 cái này hơi ít á. Rồi. Và chúng ta được 54 cái đường ray tăng tốc. Thì theo mình nghĩ nha, 54 là nhiều rồi đấy. Tha hồ mà dùng rồi đó. Nên có thể là chúng ta sẽ dùng 54 thôi. Ngoài ra thì mình sẽ đem theo hai cái rương sugar theo để xuống dưới có thể xây dựng cho nó dễ dàng. Ui nhưng mà sao? Nhưng mà sao trời mưa nó lát lắm các bạn ơi. Không có cách nào để hết trời mưa không? Thôi kệ đi, mình đi xuống địa ngục thì cũng sẽ hết thôi à. Thì hiện tại thì mình nghĩ dụng cụ của mình có vẻ cũng đủ rồi nhờ. Bây giờ thì mình sẽ đem theo ít tre để có gì mình dụ cái con gấu trúc panda nữa. Để ra mình sẽ đem chờ thêm ít vàng ở đi. Mình đeo theo vàng để mà có thể khi mà mình hết đường ray tăng tốc thì mình có thể dùng được. Còn sắt thì mình đem theo khá là nhiều rồi. Bây giờ mình sẽ cất thêm ít gỗ sim gai này đi. Sắp tới thì mình sẽ mở rộng nhà kho ra bên trên luôn không ta. Nhà kho như vậy thì mình nghĩ nó vẫn còn khá nhỏ đấy. Mốt mình sẽ xây dựng một cái sảnh luôn. Đó, một nhà kho khổng lồ luôn. Nói chung là chúng ta sẽ có khá là nhiều thời gian để mà làm. Nên cũng không sao. Bây giờ thì mình nghĩ là mình đã đủ nguyên liệu rồi. Mình đem theo một cái bàn chế tạo luôn đi. Ui trời sao nó lắc thế nhờ. Có thể là do cái resource này nó cũng khiến một lập phần nó lắc các bạn ơi. Ok, nhưng mà nhìn nước rất là đẹp nha. Thực sự là mình rất thích nước ở cái resource này. Nhìn nó khá là trong. Ok, ở đây thì cái máy farm dân làng của mình nó đang rất là đông luôn. Tất cả đi không sao hết. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào cái cánh cổng này. Ôi trời hết mưa rồi nè. Mừng muốn chết. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi vào trong đây. Thì cái đường đi nó cũng khá xa thì mình cũng sẽ tranh thủ để mình đặt những cái đường ray ha. Ok. Thì đầu tiên thì mình phải chặn ở ngoài này. Nếu không thì mấy cái thanh niên cấu trúc anh đã có thể đi ra ngoài đây ấy. Mình sẽ chặn lại. Lần này chúng ta cũng phải nên chặn hết. Ok. Rồi, như vậy.
đặt ở đây một cái nữa. Rồi, như vậy là được. Thì cái đường ray này là cái đường ray của cái lần mà mình đi bắt dân làng về ấy. Thì cái đường này nè, chính là cái đường mà chúng ta sẽ đưa gấu trúc về. Thì mình sẽ phá đường ray từ chỗ này, và tiếp tục mình sẽ đặt những cái đường ray từ đây. Nó đó, thì đây là ở giữa nè. Ở đây thì gấu trúc panda sẽ bị kẹt nè. Những cái chỗ này nè, chúng ta phải đào rộng ra. Đó, tại vì máu của gấu trúc rất rất là ít luôn các bạn ơi, và rất là nguy hiểm luôn ấy. Đó, thì mình sẽ đặt những cái chỗ này như vậy. Thì ở đây cứ đặt, mình sẽ đặt thêm những cái đường ray tăng tốc ở đây. Ngoài ra thì mình sẽ cần nhiều đuốc redstone ấy. Rồi, để ra như vậy. Đó, mình sẽ làm một cái đường như vậy. Ở chỗ này thì mình sẽ đặt cái đường ray tăng tốc. Đó. Tiếp tục thì mình sẽ đưa những cái đường này xuống. Nói chung đường ray tăng tốc mình sẽ không cần dùng nhiều đâu. Nhưng mà những cái cầu thang á thì bắt buộc chúng ta phải cần những cái đường ray tăng tốc. Vì nếu không thì nó sẽ toang đấy. À, ngoài ra thì mình sẽ cắm đuốc ở bên phải đi. Bên phải là như vậy nè. Rồi. Tiếp tục thì mình sẽ để một cái đây nữa đi. Rồi, đặt ở đây, ở đây. Rồi, đặt đuốc redstone ra. Ba, ui, cái đường này thì nó hơi trong gai. Những cái đường này thì mình đặt có một block vào, tại vì con gấu trúc nó sẽ không bị kẹt thôi. Mình chỉ cần gấu trúc nó không bị kẹt thôi, chứ nếu mà nó bị nhỏ quá thì cũng không sao. Ok, ở đây thì mình phải cẩn thận này. Đó, đặt như vậy. Rồi, thì mình sẽ cố gắng đặt hết cái đường đi này. Thì từ nãy tới giờ thì mình cũng đã đưa được gấu trúc về tới nhà đó các bạn ơi. Thiệt sự là nãy giờ mình có quay, nhưng mà do là mình quên bật mic các bạn, nên suy ra là mình không có giọng ở trong video đó luôn. Nên mình đã quay lại khúc này. Thì do là video quá dài các bạn, nên lúc đó mình đưa về được có một gấu trúc à. Và mình đã kết thúc video luôn rồi. Nhưng mà do bị lỗi á, nên bây giờ mình đưa được một gấu trúc về nhà rồi nè. Thì con gấu trúc này là con gấu trúc con á, mình tìm được giữa cái mấy loại gấu trúc kia. Thì bây giờ mình sẽ nói lại các bạn những cái khoảng thời gian lúc nãy nha. Thì mình đã làm một cái chuồng nhỏ nhỏ đằng sau luôn rồi. Thì hiện tại mình đang có một cái thắc mắc ấy. Chết rồi, cái điều đâu. Mình đang có một cái thắc mắc, đó chính là không biết làm sao để mà đưa con gấu trúc xuống khỏi cái xe mỏ đó các bạn. Tại vì khi mà mình bật F3 cộng B này các bạn, là cái xe mỏ nó nằm ở phía trong như vậy. Thì không biết là làm sao để mình có thể đập qua được cái chiếc xe mỏ ở đây ta. Mình có thể đi xuống dưới đây không? Mình có thể đầu sâu xuống. À, mình đầu sâu xuống thì mình phá được chiếc xe mỏ này các bạn. À, thì ra đây cách duy nhất à. Ok, thiệt tên. Thì từ từ thì mình sẽ giới thiệu lại các bạn sau. Tại vì mình mới làm xong đường đi mà mình đã kiểu là mình đã bắt được gấu trúc về nhà luôn rồi, thì có lẽ là sẽ hơi bỡ ngỡ với lại các bạn. Nhưng mà thôi, mình sẽ giới thiệu các bạn là sao nữa, các bạn yên tâm. Thì giờ mình sẽ thử phá cái chỗ này xem coi. Ok, như vậy mình nghĩ là sẽ phá được nè. Ô may thế. À, vậy là mình đã biết cách phá rồi. Rồi, ok, vậy là được rồi. Thế thì mình sẽ có một thanh niên gấu trúc ở đây rồi. Thì lúc đầu ấy, bây giờ mình phải về nhà cái đã. Gấu trúc bây giờ nó cũng sẽ không đi được đâu xa đúng không? Mình sẽ đảm bảo là nó không có đi xuống dưới đây. Ok, mình sẽ chặn đường nó, không cho nó đi ra ngoài. Rồi, như vậy là ổn rồi nè. Rồi, còn chỗ này là cái đường đi. Thì nãy giờ thì mình đã đưa nó về được tới đây rồi, rất là gian nan đó các bạn ơi. Lúc đầu ấy thì mình gặp được hai con gấu panda, và mình đưa thì nó bị kẹt và nó bị chết khá là nhiều các bạn. Nó bị chết hai con luôn. Và mình tìm được một gia đình gấu panda khác. Đó là có hai con bố con mẹ và lại một con gấu panda con. Đó, và mình đã đưa con gấu panda baby về, và trên đường đi thì nó đã lớn lên và nó lớn như vậy luôn ấy, và mình đã đưa nó về đó các bạn. Hiện tại thì còn hai con ở đó, thì có lẽ mình sẽ đi qua bên kia để mình đưa nó về luôn. Thì ở đây có con zombie này, mình giết nó cái. Thì hồi nãy mình có chết một lần nhưng mình tìm đồ á các bạn. Chắc lúc đó các bạn cũng có xem mà. Lúc đó thì mình vẫn còn bật mic của video. Thiệt tình. Đó. Thì mình cũng đã bị mất luôn cái cây cung rồi. Nó không bị mất gì hết, chỉ bị mất riêng một cây cung thôi. Khá là đen luôn. Thì thôi bây giờ thì mình sẽ đi qua tiếp chỗ đó và đưa thêm chắc là một thanh niên gấu về nữa thôi là đủ. Ok. Đó, chờ cho nó hết chỗ này. Đó, bây giờ thì mình sẽ đi theo đường ray này. Đi tới đó mà mình sẽ bắt chắc là thêm một con gấu panda nữa các bạn. À, thì mình cũng đã tới được cánh cổng đấy các bạn. Thì cái đường ray này á, thì mình muốn nói với các bạn là nó dài dã man luôn. Do là mình không biết sao á, cho trên tọa độ ở trên bờ nó nhiều hay sao ấy. Mặc dù chia 8 rồi mà đường ray này cũng rất là dài. Hồi nãy thì mình đã dùng hết cái số lượng đường ray ấy lúc trước ấy. Còn cái này là mình về mình lấy thêm sắt. Đó. Thì ở đây thì mình đã tới được chỗ này rồi. Thì mình sẽ đi qua bên đây luôn. Đó. Thì công nhận là mình quên bật mic và mình bỏ sót rất là nhiều điều luôn. Thì ở đây thì mình có làm một cái chỗ nè để mà đưa gấu panda vào đây. Thì hiện tại trời tối và creeper nhiều vậy, quá trời creeper luôn. Mình nghĩ là mình sẽ đi vào làng mình ngủ.
Hồi nãy thì mình đã bay vào làng mình ngủ hai lần rồi các bạn ơi, hai lần luôn rồi đó. Mình ngủ chính trên cái giường này nè, rồi mình ngủ trên chỗ này hai lần luôn rồi. Ok, bây giờ thì sẽ tiếp tục ngủ ở đây. Tiếp tục mình sẽ đi vào rừng để mà bắt cáo trúc panda đó. Thì hồi nãy á, hai cái thanh niên cáo trúc panda mình gặp á, là ở bên đây các bạn, rất là gần luôn nè, cái chỗ này nè. Và hai con thanh niên đó thì đã chết rồi đó, nên nó rất là tiếc luôn đó. Hai thanh niên nó chết mà mình phải đi cái đường này thì mới tìm được cái thanh niên khác. Để ra mình sẽ giết con mấy con creeper đi. Tụi nó gì mà đông dữ vậy, đông dã man á. Mình phải giết con này luôn tại mình sợ lát trên đường đi á, cái nó nổ chết con gấu panda của mình nó thì khổ. Nên mình sẽ chuẩn bị tre sẵn. Mấy con gấu panda rất dễ bị kẹt các bạn, khi mà nó vừa mất máu ấy mình sẽ cho nó ăn tre liền luôn. Ở chết rồi, mình hết đồ ăn mà quên đem đồ ăn theo rồi. Không sao đâu. Rồi thì mình sẽ bay theo ven sông này nè các bạn. Nó ven con sông nhỏ này nè là mình sẽ tới được cái nơi. Ok đó. Ok đó, nó hơi lag á các bạn ơi, giờ mình bay nhanh quá đó. Rồi thì đây là hai con gấu trúc panda còn lại đấy các bạn, nó ở chỗ này. Thì bây giờ mình sẽ đưa thêm một con về, còn con còn lại chắc là mình sẽ trong thời gian offline mình đưa nó luôn, tại vì mình chỉ còn hai thanh niên là đủ thôi rồi. Nên mình nghĩ là cái con còn lại ấy mình sẽ để nó ở đây luôn các bạn ơi. Mình sẽ phá chiếc thuyền một con đi và sẽ để một con lại. Nếu mà mình rảnh á, mình có thời gian nhiều ấy thì mình nghĩ là mình sẽ đem nó về luôn. Nếu không thì có vẻ nó cũng sẽ hơi cô đơn ấy nhỉ. Rồi thôi không sao đâu, chúng ta phải đặt cái mục tiêu lên hàng đầu. Rồi ở đây thì mình sẽ đưa cái thanh niên này về, còn một con gấu gấu panda ở lại nữa, nhìn nó cũng tội nghiệp nhỉ. Thôi để thời gian offline mình cố đưa nó về luôn, mà mình rất là hay quên đó các bạn ơi. Có khi xíu mà mình kết thúc video là mình quên nó luôn ấy. Mà thôi kệ đi, chúng ta phải tập trung mới được. Ở đây thì mình sẽ đưa nó về theo cái đường ven sông này là nó sẽ tới được nơi. Nó thì cũng sẽ khá là gian nan đây. Đây đường này nè các bạn. Ủa công nhận là ở trong trong rừng view nó rất là đẹp nha. Trong rừng view cực kỳ đẹp luôn ấy. Ở trong rừng khá là thích nhờ. Vừa được gần sông này. Đó và rừng cây khá là nhiều. Nếu mà có cơ hội làm thêm một series sinh tồn hay là gì đó thì mình nghĩ là mình sẽ chọn rừng làm chỗ ở các bạn ơi. Có một điều là nó sẽ hơi lag ấy. Rồi thì ở đây ấy mình sẽ phá chỗ này ra. Hồi nãy là mình đặt sẵn các bạn. Đó, chỗ này hồi nãy mình có đặt sẵn để mình cho cái thanh niên gấu baby lên ấy. Thì đây nó còn một chỗ này thì mình sẽ cho lại vào trong đây. Đó. Mình sẽ tiếp tục đặt ở đây. Rồi, bây giờ mình sẽ bật tiếp tục F3 combo để mình phá chiếc thuyền này ra. Đó. Bật như vậy thì mới an toàn được các bạn ơi. Ok, mình sẽ bỏ cái gì ra đây? Nó bị đầy rương rồi. Đó. Tiếp tục thì mình sẽ ơi ơi, lên thuyền này. Lên thuyền. Ok. Rồi. Ở trên chỗ này thì nó có sẵn cho mình một cái đường băng, đi rất là nhanh luôn, nhưng mà nó sẽ có nguy cơ rơi xuống nước các bạn. Sorry các bạn nha, cái giọng mình nó hơi khàn chút xíu. Rồi. Thì ở đây mình có làm sẵn một cái đường rồi, mình chỉ cần việc đi theo cái đường này là chúng ta sẽ tới được cánh cổng thôi. Sẽ khá đơn giản luôn. Ok. Mình sẽ cố gắng thu xếp nha. Nếu mà mình đưa con này về nhanh thì mình sẽ quay lại đưa tiếp tục cái con panda còn lại luôn, chứ nhìn nó cũng khá tội nghiệp ấy. Rồi. Do là mọi thứ nó đã có sẵn rồi các bạn, nên mình nghĩ là đưa về cũng sẽ nhanh thôi. Tại vì những cái lỗi của mình ấy là trong cái thời gian mà mình quay video mà bị mất mic ấy là mình cũng đã sửa xong hết luôn rồi. Nên suy ra đợt này mình đưa nó cũng sẽ khá là suôn sẻ đấy. Chứ thật ra nó lỗi dã man luôn ấy. Hai cái con kia là một con, hai cái con đầu tiên mà bị mất các bạn. Một con là chết, còn một con là đi vào cánh cổng này luôn rồi. Nhưng mà mình đi qua bên kia thì mình lại không thấy nó, không hiểu sao luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục phá chỗ này ra. Cẩn thận nè, mình phải cẩn thận mới được. Đó, phá chiếc thuyền. Rồi thì bây giờ mình sẽ chờ nó đi vào cánh cổng thôi các bạn ơi. Ok, mình sẽ tắt cái máy ba cộng B đi. Mình sẽ ném một vài thứ đi đi. Ném thứ này đi. Mấy thứ không cần thiết mình sẽ ném đi hết đấy các bạn. Úi, chắc là thuyền mình nhiều quá ta. Chắc là mình cần bao nhiêu đây thôi nhỉ. Rồi mình sẽ làm thêm một ít xe mỏ nữa. Để mình một chiếc xe mỏ mình cho nó đi, còn một chiếc mình đi theo sau lưng nó. Và thì bây giờ mình sẽ đẩy nó lên chỗ này. Rồi và nó sẽ đi qua cánh cổng bên kia rất là nhanh thôi. Thì mọi thứ nó cũng khá là suôn sẻ rồi đó. Rồi thì nó sẽ được dẫn tới đây. Thì mình sẽ cho nó lên cái đường ray này, lên cái xe mỏ này. Ủa đây có sẵn một chiếc xe mỏ luôn này. Không ngờ nó có sẵn luôn rồi. Lên. Rồi thế là nó đã lên được chiếc xe mỏ này rồi.
Mình cần phá cái chiếc xe mỏ này các bạn ơi. Ok. À, mình sẽ đẩy nó đi. Mình sẽ đi cùng theo nó luôn. Sẵn tiện mình cho các bạn xem về cái độ dài của cái đường ray này luôn. Đó. Thì có lẽ là trong video hôm nay thì video mình sẽ ra khá là muộn á các bạn. Rồi. Thế thì mình và nó sẽ cùng nhau đi. Sẵn tiện mình cho các bạn xem độ dài luôn nha. Thực sự nó khá là dài ấy. Với lại mình đi bằng cái đường ray này cho mình đỡ bị đói các bạn ơi. Hiện tại mình hết đồ ăn luôn rồi. Về nhà mình phải lấy thêm mới được. Đó. Thì chúng ta sẽ đi như vậy. Mình đập ra ba ô như vậy để cho nó không bị chết đó các bạn. Nó con cấu trúc này rất hay bị kẹt luôn và nó rất là dễ bị mất máu luôn. Nên mình phải lúc nào cũng phòng thủ cầm tre trên tay để mà hồi máu cho nó. Ok, thì cái chỗ này là cái chỗ mà nó bị thiếu đường ray nữa các bạn. Do là hồi nãy mình đưa con cấu trúc đầu tiên về ấy nên mình đã thiếu nhiều chỗ ấy nên mình đã đập cái đường ray này. À, hình như là nó bị quay ngược lại ấy nên mình đã đập cái đường ray này. À, thì bây giờ mình sẽ đẩy nó lên lại cái đường ray thứ hai chỗ này đi. Đó. Nó chỉ hơi khó cái chỗ này thôi, nó không sao hết. Ok. Rồi. À, nó lên đường ray rồi nè. Ok, mình đi theo mới được, đi theo. Nhanh nào. Ok. Đó, mình phải đi theo nó mới được. Cái đậu xanh. Nếu không là mình sẽ là bị lạc hết đó. Nhìn nó kìa, mình thấy nó cũng gần rồi. Rồi, tới đây là gần tới nhà rồi. Ok. Rồi, cũng khá là ok luôn. Tới nhà thì cũng sẽ hợp lý hơn. Rồi. Thì ơi, no. Nó bị kẹt rồi kìa. Cho nó ăn. Đó, cái chỗ này nó bị kẹt nè. Thiệt tình. Rồi luôn, thế là một thanh niên bị chết rồi các bạn thôi. Không ngờ mình đã đập một cái đường ray ở đây rồi đó. Mà tới đây nó vẫn bị kẹt, các bạn thấy nó khổ sở chưa? Vậy thôi, chắc là mình sẽ đập cái chỗ này luôn. Đập cái chỗ này luôn. Rồi, như vậy đi. Đó. Rồi thôi, mình sẽ chắc là còn một thanh niên gấu panda ở nhà, ở cái rừng ấy. Thì mình nghĩ là mình cũng sẽ đưa thanh niên gấu đó về đây luôn ha. Ok. Và chúng ta đã tới chỗ này. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục đưa thanh niên còn lại thôi các bạn ơi. Thiệt sự là tội nghiệp với con thứ hai quá à. Không ngờ là cái chỗ nhỏ xíu vậy cũng có thể giết được nó nữa. Các bạn thấy không? Cái lỗi nhỏ như vậy mà nó vẫn bị chết kìa. Chứ là buổi tối này mình có nên mạo hiểm đi luôn không ta? Ok, mình sẽ mạo hiểm đi luôn. Cho nó nhanh các bạn ơi. Ok. Ok. Trời vẫn chưa tối hẳn nên mình phải tranh thủ. Đó, ánh mặt trời vẫn còn. Mình sẽ đưa thanh niên này về. Hello, về nhanh nào. Con mày đang chờ mày đấy. Còn con thứ hai thì nó bị mất rồi nên khá là chia buồn với nó. Hello, lên. Lên đi cho ăn nè. Ok. Rồi, lên thôi, đi thôi. Mình sẽ đi xuống nước đi thật nhanh luôn các bạn ơi. Chết rồi, trời tối nhanh quá à. Mình tranh thủ đi, mình sợ mấy con creeper nó spawn ra ấy. Rồi nó nổ chết con thứ hai này là coi như là toan mình luôn. Là nãy giờ là công cốc luôn ấy. À, mình nghĩ là mình nên để lại con gấu panda ở một cái chỗ nào đó an toàn rồi sau đó mình bay về làng mình ngủ quá ta. Tại vì ở đây là nó hơi nguy hiểm cho nó ấy. Ok. Mình nghĩ là creeper bắt đầu nó spawn ra đó. Không, hình như là tới giữa đêm đó tụi nó mới spawn ra. Tới midnight tụi nó mới spawn ra. Bây giờ mình cứ đi về cái chỗ đó cái đã. Trời ơi, đi buổi tối hơi nguy hiểm lắm ấy. Buổi tối mà rừng có vẫn còn xanh tươi luôn này. Rồi. Ở đây thì mình sẽ tiếp tục đập cái chỗ này ra. Ôi xin lỗi. Ăn nè. Ok, ăn đi. Rồi. Bắt đầu là thấy nguy hiểm rồi đó nha. Thấy không ổn rồi đó. Thôi mình sẽ bay về làng mình ngủ thôi các bạn ơi. Bay về làng ngủ thôi. Hey. Ok, ô da. Tại vì bay về làng ngủ sẵn tiện mình ăn cắp thêm miếng đồ ăn luôn. Mình đang đói quá nè. Hey. Ở đây có đường đồ ăn này đúng không? Ok, mình sẽ tranh ngủ với lại thanh niên này tiếp. Ồ, phải thanh niên này không ta? Hình như là thanh niên khác. Rồi, sẵn tiện mình xin một ít đồ ăn luôn. Hiện tại mình đang rất là đói các bạn ơi. Thì không biết cái rương nó ở đâu nhờ. Mình nhớ là có một chỗ có cái rương. Ồ, ở đâu ta? Hình như ở đây nè. Chỗ nào đó nó có rương để mình có thể lấy một ít đồ ăn. Mình nhớ là có 3 ổ bánh mì trong cái rương nào á các bạn ơi. Bây giờ là mình phải tìm đồ ăn sao đây? Có gấu. Ôi sao nó không tấn công mình ta. Wow, ở đây có con gấu bắc cực luôn này. Rồi sắp tới mình đưa gấu bắc cực về luôn đi không. Ok, hiện tại thì mình cần đồ ăn lắm rồi. Mình xin dân làng một ít đồ ăn đi. Nhanh nào cho tôi chút xíu đồ ăn đi. Ở đây chăng. Đúng rồi, 3 ổ bánh mì. Mày quá. Như vậy thì mình có thể tiếp tục duy trì rồi. Rồi thì bây giờ mình sẽ bay về cái chỗ lúc nãy để mà tiếp tục đưa cái con gấu trúc panda về đây.
Ok, nó đây này. Hơi hơi ok, tới nơi rồi thì vào đây thôi nào. Mình không biết là bây giờ nó có đang bị đói nữa. Mình cho nó ăn đi. Ok, nó mất máu thì mình cho nó ăn để nó hồi máu nha. Rồi thì ở đây mình sẽ bật tiếp tục cái hiển thị này lên để mà phá cái chiếc thuyền. Ok, tuyệt vời. Ở nó đang ăn nè, nhìn rất là ngon luôn ấy. Ok, lên thuyền. Rồi muốn ăn bao nhiêu thì ăn, để tao chở mày về. Ui, cái đậu xanh. Sao mà nhanh quá vậy? Đi bằng băng tuyệt vời luôn các bạn. Sau này mình đưa mấy con nào về mà xa xa ấy, mình làm hãm cái đường băng luôn, đi cho nó thiệt là nhanh luôn. Ok, rồi cái chỗ này mình phải đi cẩn thận nè, không là nó bị kẹt là toang luôn ấy. Ok, bây giờ là bảo vệ Banda là trên hết. Mấy con này thực sự là nó yếu đuối mỏng manh dã man luôn ấy. Ok, hình như là con rùa chúng ta vẫn có thể đưa về bằng cái đường cái chiếc thuyền được thì phải. Sau này thì mình sẽ cố gắng đưa nhiều con về bằng cái con thuyền ha. Con thuyền thực sự là nó khá là tiện lợi luôn ấy. Rồi vào trong đây nè. Ok, tiếp tục thì mình sẽ đóng cái chỗ này lại và phá cái chiếc thuyền ra tiếp. Cái con này là con cuối cùng rồi đó, hy vọng là không có gì vấn đề gì xảy ra với nó. Ok, đi 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 về bên kia thôi. Rồi mình sẽ cho nó về bên kia, hy vọng là mình không muốn nghe cái tiếng nó bị kẹt đâu. Ok, nó không có bị kẹt, mừng quá. Ok, mình đẩy nhẹ về hướng nó, cho nó lên cái xe mỏ này. Ơi ơi, nó không lên luôn à. Ok, rồi mình sẽ đẩy nó ra ngoài đây đi. Mình cần đập cái block này. Đi xa xa tao ra đi, mày muốn mất máu à? No, chỗ ngoài đây là một chỗ khác rồi, mình không muốn nó bị đi lạc ra ngoài đâu. Ok, rồi thì bây giờ mình sẽ đẩy nó lại gần đường ray chút xíu để mà mình có thể đưa nó lên đường ray dễ dàng hơn. Ấy, con này nó đang giỡn mặt à? Về đây, mình dắt nó đi về đây đi. Come here. À, nó không lên được đường ray à? Được chứ nhờ, đẩy nó lên, đẩy nó lên, đẩy nó lên, rồi như vậy nè. Đó, rồi đi luôn. Ấy, nó bị gì vậy nhờ? Tắt cái này đi cho nó dễ nhìn. Ok, nó đi rồi. Mình sẽ chạy theo nó, mình chạy theo nó tới chỗ này mình đi luôn cho nó nhanh. Ok, rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi theo nó về nhà này. Đó, mình sẽ bảo vệ nó. Cái chỗ mà hồi nãy thiếu ba cái đường ray á, mình cũng lắp vào luôn rồi. Nên các bạn yên tâm, bây giờ là mọi thứ sẽ rất là suôn sẻ thôi. Còn một cái vấn đề duy nhất là hồi nãy mình có đi ngang cái chỗ con skeleton ấy. Mà con skeleton nó sẽ bắn mình thôi, chứ nó không bắn con gấu panda này đâu. Mà áo giáp sẵn vô. Đó, ok. Rồi bây giờ mình sẽ chờ về tới nhà thôi. Và gần về tới nhà rồi, thì hy vọng lần này là nó sẽ không bị kẹt nha. Hồi nãy mình phá đường ray cũng tương đối nhiều ấy, mình nghĩ nó sẽ không bị kẹt nữa đâu. Ok, mừng quá. Mình sẽ ok. Phá cái chiếc xe mỏ này. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ tìm cách nó đưa nó qua bên đây. Thì bây giờ có vẻ cũng dễ dàng hơn rồi. Nhưng mà khó là một cái là chúng ta phải phá cái chiếc xe mỏ này. Để mà phá chiếc xe mỏ này mình phải chui xuống dưới đây nè. Rồi, nó xuống đây thì mình mới có cơ hội để mà phá được cái chiếc xe mỏ. Một thứ khó khăn thế nhỉ. Thực sự là hơi bị khó khăn luôn á. Rồi, ở đây mình sẽ phá cái chỗ này ra. Rồi, ở đây như vậy nè, mình mới có thể phá được cái chiếc xe mỏ ra. Vì nó túc ở dưới như vậy nè. Ôi vậy cũng chết nè. Nè, ăn hồi máu đi, hồi máu đi. Ok, hồi máu chưa? Hồi máu rồi đúng không? Hồi máu rồi thì đi đi thôi. Đừng ngồi ăn hoài. Ok, nó đi rồi. Nhanh nào, qua bên đó bảo vệ nó các bạn ơi. Tại vì bên đây nó có thể nó sẽ bị kẹt đó. Ok, nó bên đây à. Ở đây có lốc mắt ma không? Mình nhớ là mình cũng đã phá hai cái lốc mắt ma rồi. Ok, mình sẽ cho nó đi xuống đây. Xuống đây, xuống đây, xuống đây. Xuống đây. Xuống đây nào. Mày phải nghe lời, phải nghe lời anh Greg chứ. Cái chiếc thuyền như vậy mà nó không lên được kìa. Thật là hư cấu mà. Sao mà hư cấu vậy? Ok. Hư cấu thì cho lên thuyền. Sao kỳ vậy ta? Mình phải lấy cái cây đuốc này ra. Hư cấu thì cho lên thuyền. Đi nào. Ok. Lần này thì ổn rồi nè. Mình sẽ đưa nó về cái bên cái đường ray của mình. Rồi, như vậy là nó sẽ được đưa tới nơi thôi. Ok. Thì qua tới bên nhà rồi thì mình nghĩ là phần trăm mà nó sống sót là rất cao rồi. Ở đây thì nó cũng sẽ hơi nguy hiểm nè.
Mình rất hay bị mấy con creeper nó găng ở đây luôn các bạn ơi. Rồi thì như vậy ổn chứ ta. Mình sẽ đưa nó lên đường ray này. Đầu tiên mình qua bên đây mình phá cái chỗ này cái đã. Ok. Đó. Chỗ này hồi nãy mình cho cái con gấu trúc panda nó đi xuống này, nên mình đặt cái chỗ này. Ok thì qua tới đây rồi, mình đã có làm sẵn một cái hệ thống đường ray tới bên chuồng luôn rồi. Thì bây giờ mình chỉ cần đưa nó lên chỗ này thôi. Thì đầu tiên hơi khó khăn mấy. Mình sẽ tiếp tục bật cái này lên để bảo vệ nó. Đầu tiên mình phải chắc chắn là nó đầy máu. Ok, nó ăn đi. Mình không biết như vậy nó có đầy máu không nhỉ. Mình phá bằng cây cuốc đi cho nó an toàn. Ok, may quá các bạn ơi. Rồi mày đứng đó rồi đúng không? Lên đi F3 cộng B. Bây giờ mình sẽ bay thẳng qua bên kia. Bay 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 bay. Hey. Mình sẽ bay thẳng qua bên đây. Hey, từ từ. Để mình phá cái chuồng chỗ này. Đó, chỗ này có những cái hàng rào này, mình nghĩ là nó có thể sẽ bị kẹt. Ok. Rồi như vậy. Rồi, thì ok nó tới nơi luôn rồi, nhanh thế. Rồi tới nơi rồi thì mình sẽ đẩy nó đi ra tới tới ngoài chuồng đi. Ok. Vậy mấy cái đường ray này khi mà nó không kích hoạt thì nó sẽ đi khá là chậm. Mình sẽ kích hoạt nó và đẩy nó cho nó nhanh nhanh ra. Rồi. Rồi thì chỗ này mình cần đẩy chuồng lại cái đã. Rồi sau đó mới tiếp tục mình xây dựng được. Ok. Tiếp tục cho nó đi xuống xe chứ. Mình giờ này mình hơi mất tập trung nhờ. Rồi ở đây thì mình xuống cái xe mỏ ấy. Rồi chỗ này thì có vẻ là nó sẽ không ra được cái chuồng này nữa rồi. Thì hai con nó sẽ sinh sống ở đây. Rồi bây giờ là cái phần quan trọng là mình sẽ cho nó ăn đi. Hồi máu tiếp. Không biết nó có hồi máu nữa, mình cũng không biết luôn ấy. Nếu mà hai con ngay ngồi trên xe thì nó hơi sinh sản được. Mình sẽ cần phá cái chỗ này. Phá chỗ này tiếp. Chỗ này tiếp. Chỗ này tiếp. Rồi bật F3 cộng B lên. Để tranh thủ mình phá cái chỗ này coi. Coi nhờ. Ok. Mình sẽ phá cái chỗ này ra. Chết rồi, cái góc này là cái góc hơi nguy hiểm nè. Mình sẽ đẩy nó ra bên kia chút xíu nữa. Ui, nó xuống đây luôn rồi cơ à. Thôi toan mình rồi. Ok. Ở cái chỗ này thì mình nghĩ là mình có thể ok, tuyệt vời. Như vậy là nó an toàn rồi. Mình sẽ cho hai con sinh sản với nhau. Sinh sản với nhau đi. Sinh sản với nhau đi. F3 cộng B. Rồi. Kìa. Mình đang muốn có một em baby. Yes. Và thế là chúng ta đã có gia đình gia đình gấu panda đó các bạn. Mừng thật sự luôn ấy. Thật sự đưa mấy con này về tụi nó rất là dễ bị chết luôn. Và cuối cùng thì mình cũng đã đưa được về rồi. Thì mình nghĩ là video này cũng đủ dài rồi. Thì nếu các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like, cũng như một subscribe, và đừng quên bình luận ý kiến của các bạn phía bên dưới nha. Thì ok, tạm biệt tất cả các bạn và chúc các bạn một ngày mới thật là tốt lành.